Xin chào các bạn. Hôm nay Vân chia sẻ cơm bình dân hai món, canh mướp mồng tơi và cá kho keo. Vân sẽ đi vào chi tiết cách làm cá sao cho không bị tanh, cách kho cá đậm đà săn chắc và canh mướp mồng tơi cho một bữa cơm gia đình chất lượng và bổ dưỡng. Hai trái mướp đầu tiên của Vân đã vừa khéo để ăn. Mướp có nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Nó có thể hạ đường trong máu, nhiều chất xơ. Việt Nam mình có nhiều món ngon với mướp ăn rất tốt. May là Vân đã được các bạn trên Facebook Góc Bếp chỉ cho đúng lúc, chứ không Vân chần chừ một tí là bị ăn mướp già toàn xơ và hột rồi. Bây giờ Vân cắt mồng tơi vào nấu canh mướp mồng tơi ha. Việt Nam mình có nhiều món ăn dân dã rất tốt. Canh mồng tơi là một ví dụ rất tốt để giảm cân nè. Chất nhầy trong mồng tơi rất tốt cho tiêu hóa. Trong mồng tơi có nhiều chất sắt giúp da dẻ sáng mịn nữa. Tỉa luôn mấy anh lá to to này làm một nồi canh cho chất lượng ha các bạn. Niềm vui của bác nông dân là đây rồi. Một rổ rau to thế này thì chắc chắn sẽ có một nồi canh chất lượng ha ha. Có nên cắt luôn mấy em xinh xinh này không ta? Nhưng thôi, để ra vườn có hoa ngắm. Vân sẽ dùng hết rổ rau này để nấu một nồi canh cho chất lượng ha. Hai trái mướp này là vừa khéo một nồi canh cho 4 phần ăn của Vân hôm nay ha ha. Bây giờ Vân sẽ rửa rau ha. Rau tự trồng không dùng gì độc hại nên Vân chỉ rửa sơ cho hết bụi bặm và sâu bọ nếu có. Mướp cũng rửa sạch rồi để ráo ha. Vân cắt lá lấy nấu canh, còn các cành này thì Vân ngâm vào bình nước để ngắm hoa ít ngày rồi Vân sẽ dăm vào đất. Có cái kéo nhà bếp để làm việc trong bếp thế này cũng tiện lắm các bạn. Đặc biệt là các bạn có móng tay đẹp, dùng kéo cắt thì không dùng đến móng tay. Ồ, cái cành non này ăn được. Vân cắt để nấu canh ha. Hoa mồng tơi này nếu để già thì sẽ ra hạt có màu tím rất đẹp. Màu tím từ hạt mồng tơi có thể làm màu thực phẩm tự nhiên, không độc hại như màu công nghiệp. Vân cắm vào nước thế này và Vân sẽ có một bình hoa để ngắm. Đẹp chưa các bạn? Rất là xinh, nhìn là thấy an nhiên ngay. Lá mồng tơi Vân xếp lại thế này để dễ cắt cho đều nhau. Còn các cành non Vân cắt khúc vừa ăn và để riêng, bởi vì cành sẽ tốn thời gian nấu cho mềm hơn là lá nên để riêng để bỏ vào trước. Tóc tai lượm thủng quá, Vân bới lên cho gọn gàng để đi làm cá đây. Cá này hơi giống cá cơm của Việt Nam mình, chứa nhiều omega 3 và ít có chất thủy ngân như các loại cá biển to. Chỗ Vân chỉ mua được loại đông lạnh hoặc đã xả đông rồi, nhưng cho dù cá tươi, đông lạnh hay xả đông rồi, nguyên tắc đầu tiên là phải giữ cá không bị ương. Cá ương sẽ có mùi rất tanh và thịt cá bị mềm ra không còn săn cứng nữa. Nấu cá ương rất khó để có thể ăn ngon cho dù bạn giỏi nêm nếm thế nào chăng nữa. Cách làm của Vân là luôn ướp cá với đá lạnh khi cá ở nhiệt độ phòng như thế này. Vì cá nhỏ nên không có ruột nhiều, có thể ăn nguyên con cả đầu cũng được. Nhưng Vân không thích vị hơi đắng của ruột cá nên Vân làm sạch. Hơi cực nhưng ăn ngon hơn. Bạn nào được ai nấu cho món này phải hiểu là mình rất may mắn nhé. Vì phải làm sạch từng con cá nhỏ như thế này rất là tốn thời gian và công sức. Không có tấm lòng bỏ vào thì khó mà có nồi cá kho keo ngon đâu. Mặc dù cá này được bán rất rẻ nhưng cái công bỏ ra để kho nồi cá tính ra mắc hơn cá mắc tiền nữa. Nhưng cá này kho keo có cái ngon riêng cũng rất đáng công bỏ ra ha các bạn.
Cá kho keo cũng giữ được lâu hơn mà không bị hư, nên có thể bỏ tủ lạnh tiện lắm các bạn. Mùa lạnh có bát cháo trắng ăn với cá kho keo vừa ấm bụng vừa ngon nữa. Bây giờ Vân sẽ rửa sơ cá, rồi Vân sẽ cho cá vào tủ lạnh, khi nào nấu mới lấy ra ha. Bạn thấy con cá được ướp lạnh nên cứng cáp ngon chưa? Nếu chưa nấu liền thì bỏ vào tủ lạnh, khi nào nấu mới lấy ra ha các bạn. Vân chỉ dùng muối để kho cá cho không hôi nhà. Cứ một bao cá thì Vân dùng cao tay nhất là một muỗng cà phê muối, một muỗng canh nén đường vàng và một muỗng cà phê ớt màu này để kho cá. Các bạn đừng chọn mua loại có thêm chữ smoked ha. Smoked có nghĩa là không khói, loại đó sẽ làm thay đổi vị món ăn Việt Nam của mình. Ớt màu này có vị ngọt nhẹ, không cay và cho màu đẹp. Cũng có cách lấy hạt điều màu thắng dầu lấy màu kho cá hoặc dùng bột hạt điều màu bán sẵn. Nhưng có nhiều người bị dị ứng với hạt điều màu nên các bạn cẩn thận ha. Vài củ hành ta và dăm trái ớt cho thơm ha. Hành ta lột vỏ sạch rồi thái lát mỏng. Để thái lát rau củ sao cho nhanh và đều mà không bị đứt tay, Vân chụm các đầu ngón tay lại như thế này. Móng tay cong vào trong để không bị dao cắt. Đốt ngón tay nhô ra sẽ làm điểm tựa cho dao dựa vào và định vị dày mỏng cho dao thái lát. Cứ thế vừa thái vừa di chuyển các ngón tay tụt lùi. Móng luôn luôn hướng vào trong, lưỡi dao luôn tựa lên đốt ngón tay nhô ra. Lưỡi dao không cắt thẳng theo chiều từ trên xuống mà di chuyển từ sau ra trước như kiểu hơi liếc dao vậy ha. Vân quay từ góc độ trên xuống để các bạn xem rõ hơn nè. Lúc đầu khi tập thì các bạn cắt chậm chậm cho quen kỹ thuật ha. Nhưng khi quen với kỹ thuật cắt như thế này rồi thì các bạn có thể thái rất nhanh, đều và không bị đứt tay. Phần hành này Vân sẽ chia ra làm hai, một phần để kho cá và một phần để nấu canh. Bởi vì món cá kho cần thời gian dài hơn để cá thấm tháp gia vị, Vân sẽ bắt đầu kho cá trước. Canh nấu nhanh hơn nên Vân làm sau ha. Nồi đã được làm nóng rồi, bây giờ Vân cho dầu vào. Vân nấu ở lửa cao trung bình, lò có 10 nấc thì Vân nấu ở nấc số 6 hoặc 7. Tùy theo lò mỗi nhà các bạn tự điều chỉnh sao cho thích hợp ha. Tráng chảo đều với dầu rồi thì cho hành vào phi, cho vàng và thơm. Chảo nóng và dầu nóng nên hành vàng rất nhanh, nên các bạn cẩn thận ha. Thế này là đổ ra ngoài là vừa, vì sức nóng của dầu sẽ tiếp tục làm cho hành vàng hơn khi cho ra chén. Nên khâu này các bạn đừng để hành quá vàng trên bếp mới đổ ra chén ha. Vì như vậy hành sẽ bị cháy, ăn sẽ bị đắng và không tốt nữa. Vân giảm lửa xuống mức nhỏ để làm nước màu kho cá không bị cháy. Bắt nồi trở lại bếp. Cho một muỗng canh đường vàng vào. Cho vào một tí nước khoảng một muỗng cà phê để khuấy cho đường tan. Đường sôi và hơi sệt lại thì cho ớt màu vào trộn đều. Lúc này đường rất nhanh cháy nên các bạn có thể tắt bếp hoặc nhấc chảo khỏi bếp rồi trộn bột màu ha. Nhưng trước khi cho cá vào thì phải bật lửa trung bình cao trở lại. Để khi cho cá vào là ngay lập tức phần da bên ngoài của cá được làm chín. Như vậy cá sẽ không bị tanh. Cho cá đã ướp lạnh vào. Đảo cho cá trải đều đáy nồi. Rắc muối đều lên cá. Vân thích dùng cái nồi to có đáy bằng này vì nó nấu vừa đủ một bao cá xếp đều một lớp. Cho dầu hành phi vàng vào. Cho ớt nguyên trái vào cho thơm ha. Nếu muốn cay thì đập dập trái ớt, nhưng Vân chỉ muốn thơm chứ không thích cay lắm nên cho nguyên trái. Đậy nắp lại để giữ hơi nước không bị bay đi ha các bạn. Khoảng 1 phút sau là nồi sôi và ra nước nhiều xăm xắp thế này.
Mức nước vậy là vừa đủ. Vân dùng đũa để xếp những con cá nằm phía trên xuống dưới cho thấm gia vị. Nếu các bạn nấu nhiều cá trong nồi nhỏ, cá phải xếp nhiều lớp thì phải chêm vào nước sôi. Chêm nước thì cần thời gian lâu hơn để kho keo lại, nhưng phải chêm nước xăm xắp cá thì lớp cá bên trên mới có thể thấm gia vị ha các bạn. Nhưng nhớ là phải chêm nước sôi ha, nước lạnh sẽ làm cá bị tanh nha. Đậy nắp lại để giữ hơi nước và để cá sôi liu riu khoảng 10 phút cho ngấm gia vị. Đừng để lửa to lúc này ha các bạn, vì cá lúc này vẫn còn rất mềm, lửa to làm nước sôi to sẽ làm cá bị bể và vỡ thịt ra. Vậy ha, bây giờ trong khi đợi cá kho thấm gia vị trên bếp thì Vân chuẩn bị cho món canh. Canh xong là cá cũng xong và ăn ngay, không đâu bằng bữa cơm gia đình ở chỗ này ha các bạn. Cắt bỏ hai đầu trái mướp. Vân gọt ít đường thế này thôi, chừa lại ít vỏ cho có thêm chất xơ. Lát mướp cũng sẽ có sọc sọc và thơm một tí. Bổ đôi trước rồi cắt lát ha. Ồ, Vân thích ăn mướp non thế này nè. Cảm ơn các bạn trên Facebook đã khuyến khích Vân cắt ăn ha. Đa tạ đa tạ. Chần chừ là toi trái mướp non rồi. Cắt lát mướp xéo xéo dài khoảng 1/3 inch thế này ha. Rau mồng tơi Vân cũng cắt đều nhau như mướp khoảng 1/3 inch. Vân dùng 2 cúp nước dùng xương gà Vân tự hầm ở nhà, đặt sắn lại như rau câu thế này thì chất lượng khỏi bàn ha. Nước dùng xương rất bổ dưỡng, tốt cho khớp xương, có thể chữa chứng đau khớp, có thể giúp trị bệnh mất ngủ và rất tốt để giảm cân. Bây giờ Vân sẽ xay tôm tươi để nấu canh ha. Không có máy thì phải đập dập bằng dao từng con một rồi bầm ra hơi bị lâu. Tôm cũng ướp lạnh hoặc để tủ lạnh cho đến khi nào dùng mới lấy ra ha các bạn. Vân bấm nút chop vài cái rồi bấm nút grind này để lưỡi dao quay ngược lại. Vân thấy làm vậy tôm ở phía trên đảo xuống dưới và xay nhanh hơn. Tôm không bị xay quá mịn, bởi vì Vân thích tôm xay vẫn còn thô giống kiểu như tôm tự đập dập bằng dao vậy. Nhưng phần này thì tùy các bạn ha. Các nguyên liệu để nấu canh đã sẵn sàng rồi. Bây giờ Vân làm nóng nồi trên lửa to trung bình, rồi sẽ phi hành và xào tôm ha. Bởi vì là nồi inox nên phải làm cho nồi thật nóng rồi mới cho dầu vào, rồi dầu thật nóng mới cho tôm vào xào để không bị dính đáy nồi ha các bạn. Khi cho hành vào và nghe tiếng xèo xèo thế này là các bạn biết rồi đó, dầu phải nóng mới được vậy ha. Phi hành vàng thơm rồi thì cho tôm vào. Vâng, vừa xào vừa sắn sắn thế này để làm tôm rời ra, không bị dính với nhau từng mảnh to. Nêm vào một tí xíu muối và tiêu. Xào cho tôm săn chín, rồi cho mướp vào xào cùng với tôm. Chỉ cần xào mướp với tôm khoảng 10 giây cho lát mướp dính đều dầu là được ha. Xong cho 2 cúp nước dùng gà vào. Nước dùng gà Vân mới lấy ra từ tủ lạnh nên vẫn còn đông đặc thế này, nhưng khi làm nóng nó sẽ tan ra nước trở lại. Vân chêm thêm khoảng 1,5 cốc nước lạnh để canh không bị đặc quá. Khuấy cho đều rồi đậy nắp lại và đợi cho sôi ha. Kiểm tra xem cá sao rồi. Cứ vậy thôi, để liu riu sôi cho thấm cá. Canh sôi bung to thế này thì mở nắp ra và vớt hết bọt ha. Vớt hết bọt rồi thì cho phần đọt rau mồng tơi vào trước, bởi vì phần này lâu chín hơn. Thỉnh thoảng bọt lại hiện lên nên phải vớt hết bọt cho sạch nè. Nồi canh sôi trở lại thì cho hết lá mồng tơi vào.
đảo sao cho lá ngập dưới nước cho chín đều. Vân không nêm mắm vào canh vì đạm trong mắm khi nấu bị phân hủy ra vị chua, làm nước súp rất khó ăn. Nếu cần nêm thêm thì chỉ nêm muối ha các bạn. Vân sẽ múc ra một ít để nếm thử vừa ăn chưa ha. Vừa khéo rồi, không cần thêm gì nữa cả. Khi canh sôi trở lại là nhấc ra khỏi bếp ngay ha, để lá mồng tơi không bị quá mềm. Lúc này Vân mới mở nắp nồi cá cho hơi nước thoát ra, làm cho cá keo lại. Vân cũng vặn lửa to lên cho nước nhanh khô lại. Mở nắp và kho trên lửa to lúc cuối thế này cá keo lại rất là nhanh, nên tốt nhất là đừng rời bếp lúc này ha, vì cá sẽ bị cháy nhanh lắm. Khoảng 2 phút là cá keo lại thế này là vừa. Xong rồi, tắt lửa và ăn thôi. Bây giờ Vân sẽ đi mở đĩa nhạc đàn bầu Việt Nam, vừa ăn cơm vừa thưởng thức nhạc cho giống như đang ở Việt Nam ha. Vân rất thích nghe tiếng đàn bầu của cô Thanh Tâm này, rất hay, rất êm ả, thanh bình như ở đồng quê Việt Nam vậy. Rất tiếc vì bản quyền nên Vân phải cắt nhạc trong video và thay vào nhạc khác, nên các bạn thông cảm ha. Mùi canh mồng tơi hấp dẫn quá các bạn ơi. Với cơm ra tô và cho cá lên. Con cá rất là săn chắc các bạn, và không hề bị bể vỡ gì cả. Vân mời các bạn cùng ăn cơm với Vân đây. Các bạn nhớ ủng hộ Vân bằng cách nhấn nút like và share ha. Vân cảm ơn các bạn đã xem video của Vân. Hẹn gặp lại, bye.